Nguy cơ dịch bệnh ở cộng đồng đang rất cao. Vì vậy, các đơn vị địa phương tiếp tục siết chặt phòng chống dịch, chủ động đánh giá nguy cơ và đề xuất nâng cấp độ dịch để kịp thời kiểm soát lây nhiễm. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 10 tháng 11 để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, tình hình dịch tại cộng đồng có nguy cơ rất cao với nhiều ca nhiễm chưa xác định nguồn lây nên phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương, đặc biệt là quận Sơn Trà hiện đang là điểm nóng, cần tập trung khoanh vùng, chặn đà lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Là các địa phương phải kiểm soát chặt các cái khu phong tỏa và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn quy định 3 ngày một lần. Và các cái địa phương khác và đánh giá cái tình hình nguy cơ của mình và có đề xuất cái việc tổ chức triển khai xét nghiệm diện rộng hơn và cái quy mô rộng hơn thì chúng ta có cái trao đổi trước với CDC để có cái hỗ trợ về mặt chuyên môn để chúng ta có cái đánh giá nó mang cái tính tổng thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Sơn Trà cũng như các địa phương khác chủ động ra soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để chủ động đề xuất nâng cấp độ dịch, kịp thời kiểm soát lây nhiễm, không để bùng phát diện rộng. Đối với việc chuyển cấp độ lây thì chúng ta nên đánh giá hàng tuần. Đối với việc chuyển cấp độ xuống, tức là hạ xuống thì chúng ta đánh giá 2 tuần. Để chúng ta đảm bảo hết sức có thể công tác phòng chống dịch kịp thời, các cái địa phương khi mà mình trình thay đổi cấp độ thì cũng dự thảo luôn các cái hướng di chuyển hoặc là các cái dịch vụ khi mà chúng ta đang ở cấp độ để mà có cái quyết định kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương lưu ý việc chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly tập trung, đồng thời với việc chủ động triển khai cách ly F1 tại nhà, kiểm soát các trường hợp về từ vùng có dịch. Trong điều kiện thích ứng, các doanh nghiệp cũng cần chủ động phương án chống dịch, nhất là việc thực hiện cách ly F1 khi có F0 phát hiện tại đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế ra soát tham mưu việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế để đảm bảo phòng chống dịch, tiếp tục xem xét kế hoạch xét nghiệm phù hợp, đồng thời chuẩn bị chu đáo để tiêm chủng cho học sinh bậc trung học cơ sở. Trước mắt, tạm thời chưa tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 15 tháng 11.